Mày thái thịt 2 ly. Đây. Lấy khoảng khổ là khoảng tầm 10 phân. Đây là thái thử lên nhá. Ăn chắc là cả cái inox thôi nhá. Xử lý lại là được. Nó hết kêu đây thái 2 ly này. Đây là mẫu giới thiệu thôi nhá. Thì ăn có tiếng kêu cả của khi inox này thì là ta nó bình thường đấy nhá. 2 ly này, nó nhỏ hơn này. Đấy. 2 ly. Nhá. Trong này, mở bên trong này. Cái này là dao cố định nhá. Dao cố định nhá. Đấy, hai ly dao cố định nhá. Dao ngảm, dao cố định nhá. Bật công tắc này. Chất liệu máy inox, inox hết nha. Mất điện cũng có quay tay nhá. Mất điện có quay tay này. Mất điện có quay tay này. Nha.